Hòa tan năm gam sắt vào một lượng dung dịch 24 đặc nóng thì thu được V lý khí SO2 và còn lại 2,2 gam sắt chưa tan hỏi giá trị của V. Như vậy bạn hiểu như thế này. Đầu tiên là sắt sẽ đi tới dùng vào 2,4 đặc nóng để về mũi sắt 3 SO2 và nước. Nhưng mà vì sắt dư, do đó sắt sẽ tác dụng với mũi sắt 3 để cả quá trình nó về mũi sắt 2. Như vậy bài này mình chuyển về như sau. Em chuyển về lượng sắt phản ứng. Bằng cách em lấy 5 gam, em trừ đi 2,2. Đây là 2,8 gam. Em chuyển sang mol luôn. Em lấy 5 trừ đi 2,2. Là bằng 2,8 em chia cho 5 16. Thì số mol thằng này là 0,05 mol. Rồi chúng ta đi tác dụng với H2S4 đặc nóng để tạo ra mũ sắt 2, cả quá trình nó về sắt 2 về sắt dư cộng SO2 cộng H2O. Ở đây sắt từ 0 lên dương 2 này tăng này, còn lưu huỳnh giảm từ 6 về 4 này, khoảng cách là 22 như nhau hết. Như vậy đặt chấm 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 đây 2 và 2 nước, mol thằng này 0,05 thì mol thằng này là 0,05 và từ đây em tính được thể tích của SO2 lấy 0,05 nhân cho 22,4 và đây mình tính nó bằng 1,12 lít. Câu này thuộc câu hỏi dễ và có đúng ở đây mình chọn là câu A.